Prado của các bác nhà mình đây ạ. Đấy, thực sự các bác là Prado luôn có một cái giá trị rất là riêng. Đấy, không hiểu sao các bác, chỉ những bác mà chưa đi bao giờ thì mới không hiểu sao thôi. Còn em nói thật các bác là những người mà đã đi mà đã cầm lái Prado rồi thì em nói thật các bác là nếu mà để gầm cao 7 chỗ thì khó có một chiếc xe nào mà có thể vượt mặt được Prado các bác ạ. Đấy, thứ nhất là nó êm, nó mượt, nó bốc, đi sướng, gầm bệ, tất cả mọi cái nó rất là chắc chắn, nó không có éo ọt các bác ạ. Đấy, bởi vì sao mà Trung Đông, sa mạc luôn rất là thích cái mẫu xe này các bác ạ. Mà không chỉ riêng ở những nước đó mà Việt Nam các bác cực kỳ là ưa chuộng, cực kỳ là hot luôn các bác nhé. Và đặc biệt các bác nhé, chiếc xe này của em nó là bản Trung Đông các bác ạ. Bản Trung Đông nó khác với lại bản thường ở chỗ Lào thì xin thưa với các bác, chính là đây ạ. Chính là cái lốp treo này đây ạ. Vâng, Trung Đông lốp treo. Trung Đông lốp treo các bác nhé. Con này của em có nghĩa là bản nhập Nhật xuất Trung Đông. Thì hôm vừa rồi em Khương cũng có một chiếc xe Prado màu đen bản Trung Đông thì cũng rất là nhanh. Em lên sóng mới chỉ được một hôm thôi là các bác là đã mua rồi. Đấy, các bác đã mua, còn nhiều bác là mua sau thì em sẽ đền bù cho các bác lại chiếc xe này các bác nhé. Thì chiếc xe này của em đã up form, bác chủ đã lên hết form của 2021 rồi các bác nhé, lên hết form của 2021. Đấy, tất cả mọi cái từ vành bánh, đây, các bác nhìn đây, từ vành bánh, lốp lên hết của đời mới rồi các bác nhé, lên hết của đời mới, tất cả mọi cái. Con này thì màu trắng các bác nhé, cũng sản xuất 2010 các bác nhé, sản xuất 2010. Đấy. Nói chung là những chiếc xe của em Khương thì các bác nhà mình khi mà đã xuất hiện trên kênh của em rồi thì các bác nhà mình là yên tâm đi ạ. Đấy. Chỉ những chiếc xe đẹp mới được xuất hiện trên kênh của em thôi. Đó. Và bác nào mà đang quan tâm đến Prado thì các bác tham khảo chiếc xe lại của em nhé. Hàng vừa về xong đây các bác. Nét căng luôn các bác nhé, nét căng luôn. Con này được cái là lên up hết form của 2021 rồi các bác nhé. Thì thật sự với các bác là Prado thì bắt đầu cuối năm 2009 thì mới sản xuất các bác nhé. Cho đến tận 2021 vẫn form này các bác nhé, vẫn form y như này, không khác cái gì cả. Nội thất cũng y như thế. Đấy, thì là nếu mà lên form một cái là nhiều bác là có những chiếc xe đẹp nên là các bác cũng thay vì là đổi xe mới, các bác lâng form này lên. Đấy, lâng form này lên để cho nó hiện đại thôi là thành một form đời mới nhất rồi các bác ạ, đời mới nhất. Tại vì là nó không khác một cái gì cả các bác ạ. Đấy, không khác một cái gì các bác nhé. Đấy, thì các bác lên như vậy là đỡ tốn kém. Bây giờ các bác mua một form mới 2021 không dưới 3 tỷ đồng các bác nhé. Lăn bánh, các bác lăn bánh nó phải là hơn 3 tỷ rồi các bác nhé. Nhưng bây giờ các bác bỏ chi phí vào vừa phải mà các bác đã có một con xe đời cao để các bác đi rồi các bác nhé. Đấy. Con này bản Trung Đông của em thì bản Trung Đông đặc biệt của nó thì tất cả nội thất của nó là đều là màu kem hết các bác nhé. Đặc trưng của bản Trung Đông. Đấy, tất cả nội thất là màu kem hết. Đấy. Con này là tất cả nội thất là màu kem các bác nhé, tất cả nội thất là màu kem. Và cái xe của bác này bác ấy giữ rất là đẹp luôn. Em thì em chuyên săn những hàng đẹp, săn những hàng hoa hậu về cho các bác nhà mình. Đấy, thì bác nào mà đang quan tâm các bác nhà mình tham khảo chiếc xe này các bác nhé. Prado thì em nói thật các bác là đây, các bác nhìn đây, tất cả củ số củ yếc rồi là vô lăng vô yếc, nói chung là xe nó rất là lét các bác nhé, xe rất là lét luôn. Đấy, tất cả các chi tiết tiểu tiết rất là lét. Con này thì nó có hộp lạnh đây các bác này. Đấy, hộp lạnh này. Đấy, các bác để nước đây nó rất là mát các bác nhé, rất là mát luôn. Đấy, bản Trung Đông luôn, tất cả các cái từ nội thất. Đấy, các bác nhìn đây, led căng các bác nhá, led căng luôn, led căng, xe rất đẹp. Và bản Trung Đông thì các bác nhìn đây, nó cũng có chữ run chữ dế ở gương này các bác này. Hai bên gương của em là đều có chữ là hết các bác nhé. Nếu mà gương của bác nào bị không có chữ này là chắc là sẽ bị gương bị vỡ hay phải thay mới mất các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy, made in Japan. Con này của em là sản xuất
tháng 5 2010 các bác nhé, sản xuất tháng 5 2010. Yêu chưa các bác? Prado thì em nói thật các bác là nó là một cái mẫu xe mà 7 chỗ gầm cao, nó gọi là quốc dân rồi. Đấy. Cái thị trường Trung Đông là thích cái mẫu xe này lắm. Tại vì là cái xe này nó rất là bền bỉ theo thời gian, bền bỉ lắm. Đấy. Có nhiều mẫu xe khác cùng đời có khi là hỏng rồi, nhưng mà có khi là chiếc xe này nó vẫn không hỏng, nó vẫn rất là lì lợm với thời gian các bác ạ. Nên là nó rất phù hợp với Việt Nam và nói riêng và thị trường Trung Đông nói chung. Trung Đông thì nó rất là nóng các bác ạ. Đấy, nên là cần một mẫu xe bền bỉ. Còn con này nó xuất cho thị trường Trung Đông thì nó là một chiếc xe mà được rất là nhiều người ưa thích rồi các bác ạ. Prado mà xuất Trung Đông thì rất là nhiều người ưa thích luôn. Đây các bác này, chữ run chữ dế này. Con này đi nó êm lắm các bác nhé, êm chắc sướng. Tất cả mọi cái xe nó đều rất là đẹp theo thời gian các bác nhé. Đây các bác nhìn đây, tất cả các chi tiết từ táp lô táp yếc đây. Táp lô táp yếc, ghế yếc. Ghế này là rất là đẹp luôn. Ghế này là da lapa rồi các bác nhé, da lapa. Máy móc con này nó cũng rất là chất luôn. Tí em cho các bác xem. Em Khương mà mua xe thì cái yếu tố ưu tiên hàng đầu của em là phải là máy móc phải ngon. Đấy, xe nó phải tươi phải đẹp. Đấy. Đây các bác nhé. Xe đây. Nét căng chưa? Nét căng các bác nhé. Này. Đó. Bác nào mà thích Prado và lại màu trắng nữa thì em nói thật các bác là con này thì nó là hết ý cho các bác nhà mình rồi. Đấy. Lên hết form rồi các bác nhé, lên form 2021 luôn rồi. Các chi tiết mọi cái đều rất là đẹp luôn. Đây. Các bác này, các chi tiết nhựa nhất của nó đây, nét căng luôn các bác nhé. Từ những cái mà con này là có cả cái ổ cắm rắc này các bác này, cắm điện luôn các bác nhé, cắm điện luôn. Các chi tiết nhựa nhất của nó không phải nghĩ luôn các bác nhé. Nói chung con này thì các bác nhà mình không phải nghĩ luôn. Đấy. Bác nào đang định mua Prado thì các bác nhà mình tham khảo chiếc xe này. Thị trường kiếm được con như này thì nó cũng rất là hiếm đấy các bác ạ. Rất là hiếm luôn. Này các bác nhìn này, cái xe của nó này tuyệt vời luôn các bác nhé, tuyệt vời luôn. Này, các bác nhìn từ cái tem cái mác của nó này rất là đẹp các bác nhé. Con này thì không phải nghĩ rồi, xe của nó lét căng luôn rồi. Khấu hao thì hết rồi các bác ạ. Các bác bảo bây giờ một chiếc xe mà nó còn đẹp như thế này, lên hết form đời mới, con này thì chả khác gì một chiếc xe mà 2021 cả các bác ạ. Không khác gì một chiếc xe 2021. Đấy, nhưng bây giờ các bác chỉ phải bỏ ra số tiền hơn 700 triệu. Đấy, có hơn 700 triệu. Thì bây giờ các bác mua một con xe mới 2021, bây giờ các bác mua xong là các bác cũng có khi cũng lỗ bằng con xe này rồi các bác nhá. Đấy, mà lại cũng như thế. Đấy, máy móc thì nó thêm cấp số thôi các bác ạ. Đấy, còn đầu máy nó cũng thế, rồi là cái nội thất nó cũng y xì như vậy. Cái có mỗi cái đằng trước cái chỗ màn hình thì nó khác một chút chút thôi. Đấy, khác một chút thôi, không khác nhiều các bác nhá. Các bác thích là vẫn lên được cái đó, vẫn độ được cái đó. Đơn giản thôi các bác nhé. Vẫn lên vẫn độ được là như một chiếc xe mà đời mới 2023 luôn các bác nhé. À như 2021 luôn. Đấy. Bác nào mà có xe cũ nhé, các bác muốn độ, nâng cấp thì các bác gặp em. Em xử lý cho các bác. Đơn giản thôi các bác nhé, không có gì cả. Em hỗ trợ các bác. Với em thì lúc nào em cũng hỗ trợ các bác khách hàng. Đấy. Các bác không là khách hàng của em nhưng mà các bác biết em, các bác gọi điện cho em thì em vẫn hỗ trợ các bác ạ.
quan điểm của em thì nó thanh liên, nó rất là đơn giản các bác. Để lộ start top này, nói chung là con Prado này bác nào mà đi rồi thì ai cũng nghiện cả, tại vì là cái dòng Prado này các bác rất là ưa chuộng, rất là ưa chuộng. Em cho các bác xem nhé. Nếu mà để nói cái máy nữa thì em nói thật các bác là nó là đỉnh của đỉnh luôn. Tất cả các cái từ cái phần ống miếc này các bác nhé, từ các cái phần ống này, tất cả từ cái phần ống này nó đều rất là đẹp luôn. Từ các cái ống này, từ các cái chi tiết nhỏ thôi nó rất là đẹp rồi các bác nhé. Từ cái ống cao su cao siếc đây đấy các bác nhé, từ cái ống cao su đấy, rồi là từ các cái phần máy nữa của nó, máy móc rồi tem mác ốc nhái này các bác nhìn đây đấy, nó rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp. Nói chung là chiếc xe mà Prado mà đời này mà nó còn đẹp còn chất như này thì em nói thật các bác là nó cũng rất là ít rồi các bác ạ. Lại bản Trung Đông nữa, bản Trung Đông thì bác nào mà chơi xe đều đã biết, kể cả từ cái lúc mới mua nó cũng đắt hơn cái xe thường rất là nhiều các bác ạ. Đắt hơn các bác ạ. Bản Trung Đông bao giờ nó cũng vậy, xuất Trung Đông ấy bao giờ nó cũng vậy các bác ạ. Tại vì xuất cho thị trường Trung Đông là chỉ bác nào sành xe ấy, mới hiểu được thôi các bác. Còn nhiều khi lắm bác thì bảo sao lại bản xuất Trung Đông lại đắt hơn hay là gì đó ấy, thì các bác hãy tìm hiểu các bác nhé. Bản Trung Đông nó là một cái bản mà cao cấp nhất, là xuất cho thị trường Trung Đông sa mạc rất là nóng, cho nên là nó có những cái mà giá trị riêng các bác. Đây vừa rồi em cũng đã lên sóng cho bác nhà mình một chiếc xe mà nóng hổi mà em Khương cũng vừa về xong. Vừa về xong một chiếc Prado sản xuất 2010 áp hết lên 2021 rồi. Đấy, con này bản Trung Đông. Đấy, nội thất của nó cũng rất là đẹp, nội thất kem. Đấy, thì bác nào quan tâm yêu thích thì alo cho em theo số hotline 0833 1199 các bác nhé. Và xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.